Các bạn thường nghe nói nhiều về chuẩn PDF. Thì như vậy chuẩn PDF đó là một chuẩn tương đối rất là dễ chịu và rất tiện dụng trong chế bản điện tử. Và để tạo ra file PDF, chúng ta sẽ sử dụng lệnh file public to PDF. Chúng ta chọn vào đây. Chúng ta chỉ việc chọn đúng vào cái phần đặt tên cho cái file chúng ta. Chẳng hạn chúng ta để vào thư mục PDF, để tờ rơi. Chúng ta chọn mục setting để xác lập số thông số. Trong trường hợp này đây là cái phần là để password từ 4 chấm lên mở được, và ta chọn phần security chẳng hạn. Trong trường hợp này, nếu như trường hợp bạn muốn cho người ta mở file lên phải có password thì mới mở được, thì chúng ta sẽ đánh dấu vào một open password. Ta đánh dấu vào đây, ta sẽ đặt password cho nó 123. Ta sẽ đặt password gì cũng được, ta sẽ confirm lại hai cái giống nhau thì nhấn ok. Bây giờ chúng ta nhấn lệnh save. Chương trình nó tự động nó biên dịch cái file bên Google Drive chúng ta ra thành PDF. Rồi bây giờ chúng ta sẽ mở thử file PDF lên. Chúng ta thấy nó tạo ra file PDF, chúng ta nhấn nút vào đây để chúng ta mở chương trình Acrobat. Nó sẽ hỏi chúng ta là password, nếu mà đánh sai nó sẽ không mở cho chúng ta. Đánh đúng thì nó sẽ mở ra. Đây là quá trình bảo mật thông tin. Và đây là chính là kết quả của file trên Google Drive sau khi chúng ta biên dịch qua file PDF chuẩn in ấn. Một trường hợp khác, giả sử như giờ chúng ta muốn xuất một cái hình ảnh từ bên Google Drive, ví dụ như cái logo Delta trên màn hình ta, để đưa vào cho những người sử dụng văn phòng người ta dùng, thì chúng ta không thể để file CDR để mà cho người ta sử dụng được, mà chúng ta phải xuất cầm cái file chuẩn nó là WMF thì mới đưa qua các chương trình Office hoặc là Excel hoặc là Word được. Chúng ta dùng lệnh Ctrl E là lệnh export. Và chúng ta sẽ đánh dấu vào mục là option ở đây. Chúng ta chọn vào đây. Chúng ta chọn select only. Chỉ trang này. Rồi chúng ta bỏ đi chọn chế độ nén. Chúng ta sẽ đặt đây là WMF. Giả sử ta chọn đây là logo. Ta để ngoài ô để D để E chứ hả. Chúng ta nhấn là export. Và ta nhấn export. Bây giờ để ta sẽ đưa vào bên file Word để chúng ta chứng minh cho bạn thấy rằng điều chúng ta làm hoàn toàn là chính xác. Chúng ta chọn Insert Picture. Chúng ta chọn From File. Các bạn đánh vào. Mình thấy rằng sau khi chúng ta đưa vào thì đây cái file chúng ta là file logo. File WMF. Nó rất là đẹp. Thì nếu để CDR nó không đưa vào trong phần Word được. Sẽ có tình huống bạn sẽ gặp phải như thế này. Sau khi chúng ta design xong một cái sản phẩm trên quảng cáo trên CoreAndRaw, bây giờ chúng ta có nhu cầu là xuất cái file này để mà gửi cho khách hàng để người ta duyệt, thì chúng ta không thể xuất cái file CDR để giao cho người ta được, mà chúng ta phải xuất ra cái file JPEG với độ phân giải thấp để cho nó nhẹ và gửi qua email cho họ duyệt. Hoặc trường hợp khác, bạn có nhu cầu in cái này ra hoặc là rọi ra giấy ảnh, nhưng các ở Media Lab người ta không thể xuất file CDR ra, mà chúng ta cũng phải tạo ra một cái file JPEG với đúng tiêu chuẩn là để rọi ảnh, lệnh export với cái tiêu chuẩn là JPEG. Chúng ta sẽ chọn như sau. File chúng ta sẽ dùng lại là export. Các bạn chọn dưới đây trong mục là Save as style, các bạn chọn tôi là mục JPEG. Rồi chúng ta nhấn vào lệnh export. Chúng ta đặt đây là JPEG chuẩn thứ nhất, đặt là mail. Chúng ta export. Thì để gửi mail cho nó nhẹ thì chúng ta sẽ chọn độ phân giải đây là 72 dpi, và chúng ta sẽ nhấn là ok. Chúng ta save lại. Còn nếu trường hợp chúng ta muốn rọi ra giấy ảnh thì chúng ta dùng lệnh export, nhưng mà thông số chúng ta để chuẩn là 300 dpi. Chúng ta để đây là 300 dpi, đúng thông số chuẩn để mà rọi ảnh RGB chứ không để CMYK. Ta đã vừa xuất ra để mà đem gửi qua
cho khách hàng duyệt bằng email hoặc là để rồi với ảnh như thế nào. Đây là cái từ rơi mà chúng ta vừa xuất với Zipet để gửi qua email, nó dung lượng nó là 130 kg, còn với MiniLab thì nó lên tới 1 MB 18. Bây giờ chúng ta sẽ mở hai kết quả này để xem thử, nó chọn review mà thấy nó nhòe hơn hẳn, có nghĩa là cái độ phân giải nó thấp cho nên cái hình ảnh nó sẽ bị vỡ nét, nhưng mà người ta vẫn có thể duyệt được, người ta có thể duyệt được bố cục màu sắc của chúng ta. Còn riêng trường hợp này chúng ta thấy rằng nó rất là sắc nét và rất là đẹp, hình rất là nét, thì cái này làm ta rọi với ảnh thì nó sẽ rất là sắc sảo. Trường hợp gọi với ảnh chỉ thực hiện khi mà khách hàng đã ok, nghĩa là đã duyệt hết tất cả bố cục và chúng ta muốn in cho họ một cái bản mẫu để họ xem, nó gọi là in redress, để họ có thể ký tên vào và để ta yên tâm ta mang đi in offset thật, thì chúng ta mới cần có nhu cầu gọi với ảnh. Và đó là một số cái phương pháp để các bạn có thể xuất file ra theo mục đích của chúng ta, như là PDF, như là Windows Metafile, WMF để mà đưa vào trong lĩnh vực xử lý văn bản văn phòng. Và thứ ba là gửi email là Zipet với 72 dpi và MiniLab, rồi ảnh ở MiniLab là 300 dpi với chuẩn Zipet.